Mọi người, hôm nay thì em xuất đàn này là có 3 con. Thì thực chất là đàn này là 7 con, bị không may là lúc đẻ bị lót ổ mất 4 con ấy, thì còn 3 con. Đàn này thì là bố là con dê đất ở Mexico nhá. Đây mẹ VK. Màu du rong rất là đẹp này. Đàn này thì khung gọng siêu to luôn rồi, cho anh nào phải như thích. Mẹ dòng Mexico nhà em nhưng mà thần kinh là cực kỳ căng các anh nhé. Từ cái đàn này nói chung là em bán giá như thế nào cũng gọi là vẫn là lỗ, hoặc là cùng lắm là thu hồi lại một cái tiền giá phối và tiền vaccine, bởi vì là 7 mà bị lắt ổ mất 4 rồi, lúc đẻ ra cái thai nó to quá nên là nó bị ngạt đấy ạ. Xong lại còn một con lại còn bị kẹt, lúc bé còn bị kẹt cái đuôi vào trong lồng, thế là nó bị hơi gập đuôi nữa, nó bị gập đuôi đằng sau, lại đúng cái con to nhất luôn. Đây mọi người này, con to đẹp nhất luôn là cái con gập đuôi đây, con tai một tay lật tay ấy đây này. Đây mọi người nhìn cái khung gọng chân tay nó to như thế này thì nên là nó lên tai muộn nhá. Chứ nó thực chất là này mà nó lên tai thì úi dồi, cái đầu thủ thần, cái gọng vóc dáng của nó thì đẹp thôi rồi luôn. Có một mình em nên là test thần kinh hơi khó, lấy cái gì để test đây nhỉ? Này vừa thôi, úi dồi ôi. Ấn nước để đầy rồi. Du lông lông cực kỳ là sát, lông bóng mượt luôn. Mà một khi test là kiểu là một mình em không thể test nổi. Ôi mới kẹt kẹt chân à? Sao kẹt phết đấy nhở? Này, anh thì tiếng kêu rồi. Ôi trời ơi, đây một tay em cầm điện thoại, một tay em cầm cái tải này, nó kéo cho gì cả cái chuồng luôn. Nào, cái con chó kia cứ gừ là nó sợ con chó to. Đợi em nhớ con ở bên cạnh đây. Nào, Bích ơi. Từ từ, chắc có khi phải tí phải nhờ ai về test hộ thôi. Chứ một mình test này hơi khó. Cho mọi người xem cái dáng dấp của nó trước ạ. Căng lắm, ô qua em cũng có test qua để gửi cho khách ý. Các anh nào mà quan tâm thì cứ liên hệ cho em, thì em sẽ gửi video test thần kinh cho mọi người. Cắn sung cực kỳ luôn. Đây là cái phả Mexico hiền, nhưng mà về nhà em ấy, khi mà các anh chọn cái dòng Mexico về nhà em ấy thì hầu hết là chả có con nào hiền. Thần kinh tốt này, mảng màu đẹp, lông sát, khung gọng chân tay cao to. Hey. Hey. Trời ơi. Mà cái con gập đuôi là cái con to nhất cơ. Nhìn cái tai đầu thủ nó kìa. Chân tay nó kìa, ui dồi ôi, to chưa? Đây cái đuôi nó hơi bị gập ở đằng sau nha mọi người nhá. Còn lại thì con này rất là đẹp luôn. Nó mà không có cái đuôi thì con này thì thôi rồi luôn. Này đuôi rất là to này, đậy lông sát bóng này, người dài. Ý. Tí em sẽ quay riêng từng bé cho mọi người xem ạ. Cái bé gập đuôi kia to đẹp thế. Đúng là đàn này bán thế nào cũng chả bù lại được tiền phối giống và tiền vaccine, tiền ăn, sữa các kiểu luôn. Nói chung là nuôi sinh sản thì nhiều khi thì em cũng hay gặp rủi ro lắm. Này, chuẩn bị tí cho ra chơi nhá. Em đang quy hoạch trong kia, lại cái chuồng này lại chưa biết để vào đâu nên là phải nhốt hai mẹ con nó ở đây. Khi lật cái tai nó lên ấy mọi người, tai nó cực kỳ là to luôn. Ôi cắn một tí mà đã lưỡi bị chảy máu rồi kìa. Đấy đuôi này mọi người nhìn, có nhìn rõ cái đuôi của nó không ạ? Đấy lúc bé rồi nó bị kẹt xong nó bị gập xuống ấy. Chả biết là cắt đi có đẹp hơn không nhưng mà thương nó nên là em cũng không cắt. Đây mảng màu mọi người nhìn này, sát tịt, chân tay rất là to. Nắng nóng rồi nhở, bị tí cho vào nhá. Thôi không nhảy lên nữa. Tí nữa thì em sẽ quay riêng cho anh chị xem từng bé cho dễ ạ. Cái bé gập đuôi này ấy thì là em sẽ bán giá mềm hơn nhé, cho các anh nào về chơi nhé. Nói chung là rất là đẹp, chỉ từ cái đuôi ra thôi ạ. Cái đuôi hơi bị gập thôi, mọi người nhìn cái mảng màu này. Thậm chí nó đẹp, nó cái mảng màu nó đẹp nhất luôn. Đầu thủ to mà nó cũng là con to nhất trong đàn này. Đây các anh chị nhìn rõ lên này, đấy nó là con to nhất luôn đấy ạ. Chân tay to lắm. Rồi em sẽ bắt đầu quay riêng từng con để cho anh chị xem dễ hơn luôn ạ. Xin chào mọi người.